각성! Anh lại đi à? Ừ. Để em đi với anh được không? Em nghe này, anh không muốn em gặp nguy hiểm. Em hiểu không? Nhưng lần này khác với những lần trước. Lần này em phải đi với anh.
tôi về xử lý con kia.
Trông có đây mà. Thế con tưởng con đang ngủ ra nào hả?